Smartphone này có hai bản lề màn hình 10 inch. Samsung và Huawei đều đã ra mắt smartphone màn hình gập là Galaxy Fold và Mate X. Thế nhưng mẫu smartphone vừa xuất hiện có thể khiến các fan hâm mộ phát sốt. Theo CNET, mẫu smartphone màn hình gập của TCL có thiết kế hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện ở đâu. Nguyên mẫu smartphone màn hình gập của TCL được thiết kế gồm hai bản lề, gập theo hình DIC rắc theo hình chữ Z. Khi mở ra, smartphone của TCL có màn hình lên tới 10 inch. Đây là kích cỡ màn hình smartphone lớn nhất từng được biết đến. Gặp lại, chiếc smartphone giống như một cái bánh sandwich. Phần lộ ra bên ngoài trở thành màn hình của phụ khi nó ở trạng thái gập. Mặt sau TCL màn hình gập được trang bị camera 4 ống kính. Smartphone màn hình gập có thể sẽ là thế hệ smartphone thịnh hành tiếp theo. Nó tạo ra không gian màn hình ít nhất cũng gấp đôi cho các tác vụ đọc, xem video, chơi game và đa nhiệm. Khi gập lại, người dùng lại có một chiếc smartphone nhỏ gọn, dù vẫn có những lo ngại về độ bền của màn hình gập điều có thể khiến tham vọng của các hãng smartphone sụp đổ họ vẫn đang đua tốc độ để đưa ra các thiết kế mới để chiếm lĩnh thị trường tcl nổi tiếng với việc sản xuất tv thông minh chất lượng tốt và giá thành phải chăng có thể hãng đang có kế hoạch lấn sân sang mảng smartphone với cùng một thương hiệu nguyên mẫu thiết kế smartphone màn hình gập táo bạo của tcl mới chỉ là một khởi đầu chiếc smartphone này chưa có tên giá bán và các mục tiêu sản xuất cụ thể nhưng thiết kế hai bản lề và màn hình khổng lồ khi mở ra của tcl vẫn khiến các tín đồ smartphone màn hình rộng bị mê hoặc tất nhiên khi nguyên mẫu smartphone của tcl trở thành một sản phẩm thực sự nó sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức với việc đảm bảo một cấu trúc chắc chắn giá cả không thể quá đắt và cả kế hoạch quảng bá để đưa thiết bị đến tay người dùng